Hello, xin chào mọi người, lại là mình đây cùng với series Combo for Anything. Và tuần này thì sẽ là một chiếc điện thoại mà có một cái màu sắc cực kỳ là bắt mắt luôn. Đó chính là chiếc Xiaomi Mi 11 Lite. Và có thể nói đây là một chiếc điện thoại mà thừa hưởng cái phần thiết kế của dòng điện thoại Xiaomi Mi 11 cao cấp đó. Và ở đây thì chúng ta có một cái cụm camera mà có thể nói là hoàn toàn khác biệt so với những thế hệ trước đó luôn. Và các bạn có thể thấy ở đây chúng ta sẽ có một cái cụm camera mà được chia làm hai bố cục rõ rệt. Đấy, và chúng ta sẽ có một cái góc rộng là 64 MP này, góc siêu rộng là 80 MP và macro là 50 MP. Đấy, ngày hôm nay thì mình cũng có luôn một cái miếng dán dành cho camera nữa. Ok, bây giờ thì có vẻ như là chúng ta sẽ cùng nhau tới với những bao phụ kiện ngày hôm nay thì nhá. Như là đầu tiên thì mình sẽ cùng đến với chiếc ốp lưng này. Tại vì ngày hôm nay thì nó có một cái màu khá là yêu đúng không? Và bên cạnh cái màu xanh này thì chúng ta sẽ còn rất là nhiều những cái màu sắc khác mà chúng ta có thể lựa chọn. Ví dụ như là xanh rêu, xanh đen, đen hay là đỏ nữa. Nhưng mà mình khá là thích màu xanh lá cây này nên mình đã lựa chọn cho em nó. À, em này mình mua với mức giá là 120, mặc dù là ở trên đây nó đề là 150 nhưng đang được khuyến mãi nên là mình mua với mức giá là 120. J case. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem. Ốp lưng của chúng ta thì ngoài việc bảo vệ cái lớp sơn của chiếc điện thoại thì nó cũng sẽ bảo vệ luôn cho chiếc điện thoại của chúng ta, hạn chế hay là tránh những cái va đập hoặc là bụi bẩn. Đấy. Và đây là một cái ốp lưng bằng nhựa dẻo. Và hoàn toàn không xảy ra cái tình trạng là bị chầy ở mặt lưng hay là các cạnh bên của chiếc điện thoại của chúng ta. Đấy. Yes. Đây, một chiếc điện thoại rất là vuông vức. À quên, một chiếc ốp lưng rất là vuông vức và xinh xắn luôn. Cụm camera của chúng ta đã được bọc rất là kỹ và nằm ở bên dưới nên là không lo tới cái vấn đề là nó bị chảy hay là bị xước gì hết. Đấy. Các bạn nghĩ sao về chiếc ốp lưng này? Rất là xinh, 120.000. Thực sự là mình cũng là một người mà khá là đạo ốp lưng luôn. Đấy, nên là mình sẽ màu nhất là màu xanh nữa, mình sẽ ưu tiên màu xanh, màu trắng hoặc là ốp lưng trong để lựa chọn cho cái chiếc điện thoại của mình. Và mình rất là hay đổi ốp lưng luôn ý. À, ở đây mình thử xem các cái phím như thế nào. Về cái việc mà chúng ta thao tác hay là bấm các cái phím này nó cũng rất là dễ dàng mà không có bị cấn tay, nặng tay. Mặt ngoài của cái ốp lưng này cũng rất là dễ dàng vệ sinh sau một cái thời gian mà chúng ta sử dụng bằng một chiếc khăn mềm thôi. Đấy, chúng ta sẽ dễ dàng vệ sinh. Đấy, ốp lưng của chúng ta. Thôi, lần này mình sẽ không dại gì mà test kiểu đập bụp bụp nữa. Tại vì bình thường thì nếu như mà chúng ta xài đi ha, không may mà sơ ý lắm thì mới bị rớt hay bị va đập thôi, chứ không có ai mà đem ra mà đập điện thoại của mình vậy hết. Ok, bây giờ thì tiếp theo mình sẽ đến với một món phụ kiện nữa. Đó chính là cường lực. Cường lực đi. Đây, miếng cường lực này là hiệu Screen. Thực chất mà nói thì đây là một miếng cường lực mà được hoàn thiện từ nhựa PET. Đây là một cái loại nhựa mà chúng ta có thể nói là có khả năng chịu lực cũng như là chịu nhiệt rất là tốt. Và ví dụ như mà chúng ta có ra nhiệt ở cái mức nhiệt độ là 200 độ C hay là làm lạnh ở mức là âm 90 độ C đi chăng nữa thì PET vẫn giữ nguyên cấu trúc hóa học của nó luôn. Nhờ vậy thì chúng ta sẽ hoàn toàn an tâm về cái khả năng chống va đập của nó. Đấy. Ok, bây giờ thì mình sẽ... Nó khác với mọi hôm là chúng ta sẽ không có một cái viền đen. Nhưng mà không sao, bây giờ mình sẽ lắp luôn. Hiện tại thì em này đang không có một miếng dán nào hết. Không có miếng dán màn hình lẫn cường lực. Nên là mình sẽ vệ sinh lại cho phần màn hình của em nó. Đây. Tèn tèn, ngày hôm nay mình đã có đây. Mình có hai miếng. Thế nên mình sẽ xài một miếng ướt trước. Đây là một trong những cái món phụ kiện mà khá là hồi hộp. Rắn lệch một phát, bút xa là gà chết đấy. Rồi, mình lau khô. Sao mình cứ cảm giác nó không được sạch vậy ta? Này luôn, mình cứ cảm giác nó không được sạch thế. Thở lau vào cái chân này của mình. Thôi xong.
ừ, lau bằng cái này. Mình nghĩ là sau khi đó thì các bạn nên sử dụng một cái miếng vải nhỏ như thế này để chúng ta lau lại, một cái khăn mềm như thế này thì nó sẽ sạch hơn, chứ hồi nãy mình lau mà nó cứ đục đục cái màn hình ấy. Rồi, gần như là rất là ok. Nhưng mọi lần thì mình chỉ cần đặt xuống thôi. Đấy, các bạn có thể thấy là nó đang chạy này, nó đang tự động hết vô. Đấy, yeah, còn một chấm bên này nữa. Rồi xong luôn. Yes. Bởi vì cái miếng cường lực này chúng ta sẽ không có một cái viền màu đen ở xung quanh, cho nên là gần như khi mà chúng ta bật sáng lên ha, thì các bạn có thể thấy là cái miếng cường lực này nó chỉ che được cái phần mà màn hình sáng thôi, còn cái viền đen là chúng ta sẽ không được bảo vệ. Đây là cũng là một trong những cái mà khá là hạn chế của cái miếng cường lực này. Tuy nhiên thì nhìn chung thì nó vẫn rất là dày dặn và ổn. Xíu nữa mình sẽ bao luôn cả cái ốp lưng vào xem là tổng thể nó như thế nào, nó có bảo vệ được chiếc điện thoại của chúng ta hay không nhá. Và bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ đến với phần camera trước luôn. Trước khi mà chúng ta bao vào, camera đầu. À đây, miếng camera của chúng ta khá là nhỏ như thế này. Ồ, siêu nhỏ luôn. Đây, mọi người có thể thấy siêu nhỏ luôn, rất nhỏ. Và hình như là nhà sản xuất chỉ làm ra một cái miếng dán dành cho cụm camera chính, là camera góc rộng cũng như là góc siêu rộng thôi. Còn mặt rùa của chúng ta thì sẽ không có được bảo vệ. Giờ thì mình sẽ vệ sinh và em nói luôn, mình nghĩ là khá là đơn giản thôi. Chỉ có lần trước mình làm cái kính cường lực cho cái Poco kia, trời ơi, mình thấy là mình phải lắp tới tận lần thứ 5 thì nó mới được luôn. Cái miếng dán camera này thì là miếng dán BPF. Đấy, rất là nhỏ, mình nghĩ là nó sẽ khá là khó dán. Đây các bạn, chỉ cần lột ra như vậy, xong bắt đầu mình ập lên cái cụm camera chúng ta. Hên sao rồi chúng ta còn có cái cầm nhỏ nhỏ xíu như này, chứ như cái cường lực hôm trước là mình không biết phải làm sao luôn. Rồi bây giờ căn cho chỉnh, cho nó chuẩn. Thực ra nó như đây nè, thực ra nó như vậy nè. Nhưng mà tại vì là ở đây nó có ghi số, hồi nãy là nó có ghi số rõ ràng 1 và 2. Đó, mình đã bị sai và mình khá là vội vàng nên là mình đã tháo cái miếng 2 này ra trước. Nên là bây giờ mình không biết phải làm sao. Tôi xong tính vân tay của tôi rồi. Rồi, fail rồi. Mình đã thất bại với việc nó rất là mỏng và dẻo như thế này. Đấy, mỏng và dẻo nha. Thôi mình chịu luôn là bây giờ mình sẽ thất bại trong việc mà dán cái camera này. Nhưng mà đây cũng là một cái bài học là các bạn khi mà mua cái camera này á, cái miếng dán PPF của camera này thì các bạn cần phải nhớ là lột cái miếng số 1 này ra trước. Sau đó thì miếng số 2 nó vẫn còn động lại thì các bạn ập vào cái phần camera này và gỡ ra thì nó sẽ đúng và các bạn sẽ không bị phạm sai lầm như mình. Nhưng mà đây là một cái miếng dán mà mình thấy nó có thể hạn chế cho cái camera của chúng ta vết chầy, vết cọ sát nhẹ thôi, mức độ vừa phải chứ không phải là quá lớn. Tại vì mình cảm thấy là nó cũng không phải là một cái mà dán quá chắc á. Ồ, đây, chỉ là một miếng dán rất là nhỏ này. Thôi, bỏ qua. Chấp nhận là mình sẽ làm sai rồi. Nhưng mà cái ốp lưng này thì vẫn giúp được cho chúng ta cái việc là bảo vệ cái cụm camera này khi mà cụm camera đã nằm lọt thỏm ở bên trong cái ốp lưng. Đấy. Thì như mình nói đấy, cái miếng cường lực á, là nó không có cái viền đen nên là nó sẽ không bảo vệ được cái viền đen luôn. Tuy nhiên thì cái ốp lưng của chúng ta nó cũng bao ở lên phần trên của màn hình trước.
của điện thoại, nên là một phần nào đó thì nó vẫn hỗ trợ lẫn nhau trong cái việc mà bảo vệ trên điện thoại của chúng ta. Ok, bây giờ thì tiếp tục đến với một món phụ kiện cuối cùng luôn, đó chính là một chiếc tai nghe. Tại vì đối với Xiaomi Mi 11 Lite thì chúng ta sẽ không có tai nghe ở trong cùng với cái hộp đựng luôn. Vì thế nên là mình sẽ giới thiệu cho bạn một cái mẫu tai nghe True Wireless. Đây, một mẫu tai nghe True Wireless của nhà Mojas. Em này thì có cái tên là Mojas V7 với mức giá là 750.000 đồng, nhưng mà hiện tại đang khuyến mãi, mình mua với cái mức giá là 525.000. Đấy, em này hình như mình nhớ hồi mình làm về em nó rồi thì em nó có một cái phiên bản màu đen nữa. Nhưng mà tại vì là chiếc điện thoại của chúng ta màu hồng nên là mình cố tình lựa chọn cái chiếc tai nghe màu hồng luôn cho nó tông sở tông. Đấy, mình đã có một bài đánh giá chi tiết review về em tai nghe này rồi, mọi người có thể xem lại một cái video ở trên kênh Thế Giới Phụ Kiện nha. Với chiếc tai nghe này thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế rất là nhỏ gọn và màu hồng hơi bánh bèo một chút xíu. Nếu như bạn nào mà không thích màu hồng này thì các bạn có thể lựa chọn một cái phiên bản màu đen nha. Đấy, dành cho các bạn nam. Và thực tế thì nó cũng không phải là màu hồng lắm, mà mình thấy đây nó gần như là màu trắng trắng, nó nút nút ý. Ừ đó, nhưng mà nó vẫn khá là hợp với cái màu của chiếc điện thoại. Ok, ở đây thì chúng ta cái phần nắp của tai nghe này thì được làm bằng nhựa trong suốt, nên là chúng ta có thể dễ dàng nhìn vào cái phần tai nghe bên trong, cũng khá là đặc biệt. Còn đối với chiếc tai nghe của chúng ta thì sao? Ở phần trên này thì chúng ta được làm một cái lớp giả kim loại, khiến cho chiếc tai nghe của chúng ta nhìn có vẻ như là sang trọng hơn, tinh tế hơn. Đấy, yes. Còn đối với phần chất âm của em tai nghe này thì sẽ như thế nào? Đối với giải mid và treble thì nếu như bạn nào nghe một cái loại nhạc nào đó mà thiên về giọng ca sĩ thì đây là một cái sự lựa chọn mà các bạn có thể cân nhắc được. Còn đối với giải bass thì mình thấy nó hơi bị hụt một chút so với hai giải âm còn lại. Tuy nhiên thì đối với cái mức giá này thì mình nghĩ là chúng ta không nên đòi hỏi quá nhiều về cái sự hoàn hảo của em đó, đúng không? Với mức giá là có 525.000 thôi thì đây, một chiếc tai nghe True Wireless. Đó, ok, vẫn đảm bảo được cho các bạn những trải nghiệm tốt nhất này. Chỉ là có một cái nhược điểm ở tai nghe này mà khiến mình hơi buồn một chút xíu, đó chính là ở chiếc tai nghe vẫn sử dụng cái cổng sạc là micro thay vì Type-C, khi mà nhà nhà người người đều chuyển qua cái cổng Type-C rồi. Như vậy, tuy nhiên thì chúng ta vẫn sẽ được nhà sản xuất trang bị cho chúng ta một cái cổng cáp sạc ở đây nè. Hình như là hai bộ đệm tai nữa để chúng ta lựa chọn một cái phù hợp với kích thước thước tai của mình. Đó thì vẫn là ok, đúng không nào? Chúng ta chỉ cần mang thêm một cáp sạc nữa thôi thì mọi thứ vẫn cứ suôn sẻ. Ok, thì đó là những cái gì mà về món phụ kiện, combo phụ kiện của chiếc điện thoại Xiaomi Mi 11 Lite mà ngày hôm nay mình muốn mang tới cho bạn. Các bạn nghĩ sao về combo này và lần sau thì muốn mình làm về cái chiếc điện thoại nào nữa thì đừng quên để lại comment bên dưới cho tụi mình biết với nha. Còn bây giờ thì đừng quên like, share và subscribe cho kênh Thế Giới Phụ Kiện. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.